Nhà đông người, cô gái vác loa ra giữa sân để gọi từng cụ ra chụp ảnh. Trong những ngày Tết đến xuân về thì con cháu trong nhà đều sẽ tụ tập đông đủ sau một năm đi xa học tập, làm ăn vất vả. Nhiều gia đình thường có truyền thống chụp ảnh tập thể gia đình để lưu lại khoảnh khắc đẹp đầu xuân. Thế nhưng chính vì gia đình đông người mà đôi khi thủ tục cũng diễn ra rất tốn thời gian, phức tạp. Để xử lý tình huống này, một tài khoản TikTok đã chia sẻ bí kíp chụp hình của gia đình mình để thúc giục mọi người nhanh chóng vào vị trí, khiến ai cũng bật cười. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, có thể thấy mọi người trong gia đình cô đang chuẩn bị quần áo, đầu tóc để sẵn sàng chụp ảnh, có những bức hình đẹp nhất. Tuy nhiên có lẽ vì gia đình quá đông nên mọi người mãi vẫn chưa xong xuôi, ổn định để có được một bức hình lung linh. Chính vì vậy cô cháu gái trong nhà đã bắt ghế ngồi ra giữa sân, chia tay cầm chiếc micro để thuận tiện gọi từng người mà không phải đau họng là hét. Cô gái cầm micro nói một cách chuyên nghiệp như MC. Đã chuẩn bị đến giờ chụp ảnh, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Phấn. Bà Nguyễn Kim Mến, ông Nguyễn Văn Sơn đã được cử ra đại diện để tiếp đón cũng như là chụp ảnh với ban lãnh đạo. Xin kính mời ông và bà cùng di chuyển ra phía đất cửa lỗ. Nghe giọng cô con gái, cháu gái lạnh lót trong loa, các thành viên trong gia đình cũng nhanh chóng di chuyển ra chỗ tập trung, nơi đã được kê sẵn hai chiếc ghế để tiến hành chụp ảnh gia đình. Dù chưa được nhìn thành quả cuối cùng, nhưng với sự nhiệt huyết của ban tổ chức, chắc chắn cả gia đình sẽ có một tấm ảnh đẹp. Mặc dù cách kêu gọi thành viên trong gia đình nhanh chóng ổn định vị trí để chụp hình của cô gái rất độc đáo, nhưng điểm khiến mọi người chú ý nhiều hơn lại là dáng ngồi của cô gái. Dù đang mặc chiếc áo dài hồng dịu dàng, duyên dáng, nhưng cách ngồi của cô lại đầy sự mạnh mẽ, nam tính, chẳng khác nào so với các bạn nam. Các bạn nghĩ sao về cô gái này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.